của ba. Đây là chú đưa thư ngựa vàng. Chú đang đưa một bưu kiện tới nhà Peppa. Có bưu kiện gửi đến cho anh đây, anh heo. Cảm ơn nhiều anh ngựa vàng. Tạm biệt. Xem nè, bà mới nhận được bưu kiện. Mọi người đoán được đây là gì không? Khủng long. Không chứ. Sao cái gì em cũng nói khủng long hết vậy nè? Sai rồi, bưu kiện này nhỏ quá, không thể đựng một chú khủng long. Con nghĩ nó là đồ chơi mới. Con đoán gần đúng rồi đó. Vậy thì em biết là gì rồi? Đó là máy quay phim, đồ chơi mới của anh, có đúng không? Đúng rồi. Nó là một cái máy quay phim mới. Chúng ta có thể dùng nó để quay phim và xem lại nó trên tivi. Con dùng nó trước được không ba? Chắc không được, vì nó hơi khó sử dụng đó con. Vì cả ba cũng phải đọc sách hướng dẫn đây nè. Cái này thật sự khó hơn mình nghĩ à. Mẹ cô Suzy có một cái máy quay đó ba. Con thấy cô ấy bật nó lên như vậy nè. Peppa giỏi lắm. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Tôi rất nóng lòng và sẵn sàng quay bộ phim đầu tiên. Có cách để tắt tiếng nói đó hay không? Anh không chắc nữa. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Trên máy quay phim của mẹ cô Suzy, chỉ cần ấn nút này là có thể tắt tiếng đó liền. Cảm ơn bạn đã mua. Bây giờ nó sẽ không nói nữa đâu ba. Giỏi lắm Peppa. Ba nên quay gì trước đây? Quay con nè. Được rồi Peppa. Xin chào, mình là heo Peppa. Ta cùng xem lại nha. Xin chào, mình là heo Peppa. Con nữa đi ba. Được rồi. Xin chào, mình là heo Peppa. 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 Lần nữa đi ba. Có lẽ chúng ta nên quay cái khác đi con. Vậy đi, bây giờ anh hãy rời khỏi phòng. Tụi em sẽ quay một đoạn phim cho anh coi. Hướng này. Vậy là heo ba phải đợi trong nhà bếp, trong khi heo mẹ, Peppa và George đang quay một đoạn phim bí mật. Không được xem trộm đó nha. Mỗi chúng ta cần làm gì đó. George, con muốn làm gì trước không? Đã xong chưa vậy? Giờ anh vào để xem có được không? Xong rồi, anh có thể vào rồi đó. George đã làm một đoạn phim và Peppa cũng vậy. Để xem phim của George trước nha. George đã giả là một con khủng long đó ba. Đó là một chú khủng long rất đáng sợ. Ôi trời, George cũng thấy sợ. Con đừng sợ George, đó không phải là khủng long thật đâu con trai à, đó là con mà. Bây giờ tới đoạn phim của Peppa nha. Con đang đóng vai ai vậy Peppa? Tôi là Helba đây. Ra là vậy. Và cái bụng của tôi rất là to, vì tôi ăn rất nhiều bánh quy. Bụng của bà đâu có to đến như vậy. Nhưng đúng là bà thích bánh quy. Và bà ăn càng nhiều, bụng của bà càng to. Được rồi, tiếp theo là gì đây? Còn đây là cậu em trai nhỏ của mình chứ. Còn đây chính là heo mẹ. Và đây là mình. Và đây là heo ba thật sự nè. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Peppa và gia đình mình đi tới công viên chơi. Họ sẽ chơi trò thả diều. George là người sẽ thả con diều trước tiên. Rồi George chạy nhanh nhất có thể. Nhưng mà con diều lại không bay lên.
do em chạy chưa đủ nhanh. Bây giờ tới lượt chị. Rồi đến Peppa chạy nhanh nhất có thể. Nhưng con diều nó vẫn không bay lên. Diều sẽ không bay nếu như không có gió, dù cho con chạy nhanh tới mức nào. Chúng ta chỉ cần đợi tới khi trời bắt đầu có gió thổi. Nhìn kìa, bắt đầu có gió rồi đó. Bây giờ trời đã có gió, diều đã có thể bay. Cơn gió bây giờ khá mạnh. Rồi cơn gió bây giờ rất mạnh. Peppa. Cảm ơn ba. Rồi heo ba là người điều khiển diều. Cao nữa, cao nữa. Có vẻ heo ba điều khiển diều rất giỏi. Phải, mấy trò chơi này ba chơi rất giỏi. Cẩn thận mấy cái cây đó anh, coi chừng vừa bị vướng vào đó bây giờ. Em đừng lo, anh biết anh đang làm gì. Ôi trời, heo ba đã làm cho con diều bị vướng lên cành cây rồi. Ôi không. Thôi con nín đi sớm, ba sẽ lấy con diều xuống cho con mà. Ờ, phải. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và George rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Đi mà. Không, mẹ không muốn hai con bị dính bùn đâu. Các con mau lùi lại đi. Anh hãy cẩn thận nha heo ba. Anh biết anh đang làm gì. Anh cẩn thận đó. Còn một chút nữa thôi ba ơi. Theo ba à, anh quá nặng so với cái cành cây đó. Không đâu, anh biết rõ anh nặng tới mức nào. Lấy được rồi. Như vậy là heo ba đã cứu được con diều. Ôi trời, mọi người dính đầy bùn rồi. Chỉ là bùn thôi mà. Cũng may là heo ba đã không bị thương gì. Và con diều đã được lấy xuống. Mẹ ơi, bây giờ tụi con đã dính đầy bùn rồi. Tụi con chơi trên vũng bùn được không mẹ? Được rồi, các con cứ chơi đi. Dù sao các con cũng dính rất nhiều bùn rồi. Và mẹ nghĩ heo ba sẽ là người giặt đồ ngày hôm nay đó. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Heo mẹ và heo ba rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn cũng vui như là thả diều vậy đó. Giày mới. Peppa và George vừa chơi ở ngoài vườn về. Peppa, giày của con đâu? Ồ, con mất giày rồi. Mẹ nghĩ chúng ta sẽ tìm được chúng. Có lẽ là chúng ta nên tìm chúng ở trong vườn. Phải. Mọi người cùng nhau đi tìm giày của Peppa. Heo mẹ thì tìm ở bụi hoa màu vàng, nhưng đôi giày không ở đó. Ồ. Trong khi đó heo ba tìm trong xe đẩy, giày của Peppa cũng không ở đó. Ồ. Còn Peppa và George thì tìm trong chậu hoa, giày của Peppa cũng không ở trong đó. Chúng ta đã tìm khắp nơi, nhưng mà vẫn không tìm được giày của Peppa. Giày của Peppa đã bị mất rồi. Vậy giờ con không có giày để mang. Tội nghiệp Peppa, mẹ thấy giày của con cũng hơi cũ rồi. Chúng ta sẽ mua đôi mới. Vậy con mang giày màu đỏ được không mẹ?
Tất nhiên là được chứ con. Chớp, chị sẽ có đôi giày mới màu đỏ đó em. Vậy là heo mẹ và Peppa cùng đến tiệm giày của cô thỏ. Xin chào cô thỏ trắng. Ồ, xin chào heo mẹ. Chúng tôi muốn tìm mua một đôi giày mới cho heo Peppa. Giày đỏ. Được rồi, cô sẽ chọn cho con một đôi giày thật đẹp nha Peppa. Giày màu đỏ. Nha cô. Tất nhiên rồi, đôi này nha. Wow. Giày đỏ mới. Lúc đó George và heo ba đang chơi cờ. Ồ, con giỏi lắm George. Ba ơi, ba ơi. Nhìn giày mới của con nè, nó màu đỏ. Đúng rồi, là màu đỏ. Mẹ ơi, mẹ có thích giày mới của con không? Có, Peppa, chúng làm con trông rất thông minh. George, em có thích giày mới của chị không? Cả nhà ai cũng thích giày mới của Peppa. Con rất thích giày mới của mình. Và con sẽ không bao giờ gỡ nó ra. Rồi tới lúc đi tắm, Peppa vẫn muốn mang giày mới của mình, dù đã nằm trong bồn. Khi mà Peppa đã mặc đồ ngủ, cô bé vẫn còn mang giày mới của mình. Peppa còn muốn mang cả giày mới lên giường khi đi ngủ. Peppa, con có chắc là không muốn cởi giày ra không? Con không muốn cởi đôi giày đỏ ra đâu mẹ. Thôi được rồi, ngủ ngon nha Peppa và Shot. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha, hai chú heo nhỏ của ba. Trời đã mưa suốt đêm qua và bây giờ khu vườn trở nên rất ướt. Heo mẹ đang mang ủng của mình, heo ba cũng đang mang ủng của mình, George cũng đang mang ủng của mình. Trong khi đó Peppa vẫn đang mang đôi giày mới của mình. George đang chơi đùa ở bãi cỏ ướt. Có lẽ Peppa muốn chơi ở bãi cỏ ướt như em mình, nhưng cô bé không muốn làm giày bị ướt. Chị không thể chơi ở bãi cỏ ướt được đâu George. Và George thích nhảy trên những vũng bùn, nhưng cô bé lại không muốn làm giày mới của mình dính bùn. Heo mẹ và heo ba cũng thích nhảy trên vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trên vũng bùn. Ủa, Peppa đang đi đâu vậy? Thì ra Peppa đi mang ủng của mình. Nếu như bạn muốn nhảy trong những vũng bùn thì bạn phải mang ủng của mình nha. Nhà trên cây. Hôm nay Peppa và George được tới thăm heo ông và heo bà. Chào các cháu ngoan của bà. Trước khi vào nhà, các cháu phải cởi đôi ủng dính bùn ra đã. Dạ thưa bà. Peppa, George, xem bà đã làm gì nè. Rèm cửa sổ nhỏ. Cái cửa sổ nhỏ đó để làm gì vậy bà? Đó là một bất ngờ. Hai con muốn xem heo ông đã làm gì cho hai con trong vườn hay không? Dạ có. Con chào ông. Chào Peppa và George. Các con nhìn coi ông đang làm cái gì nè. Một ngôi nhà trên cây. Nhà trên cây cho cháu và con hả? Rèm cửa sổ này là cho ngôi nhà trên cây của các con. Peppa và George rất thích nhà trên cây của mình. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn ông. Vậy ai là người muốn vào trong trước đây? Dạ con. Vậy thì con vào đi. Trước khi con vào nhà trên cây, con phải cởi ủng dính bùn ra trước. Con ở trong nhà rồi nè. Con ở trong nhà rồi. Cho, con có muốn được vào nhà trên cây đúng không?
Dạ, dạ ai vậy? Có một chú heo nhỏ tên George muốn vào trong nhà thưa cô, có được không? Kêu em ấy cởi ủng ra trước cái đã. George, con mau cởi ủng ra đi, sau đó con có thể vào nhà trên cây với Peppa. Là ai vậy? George. Dạ, là ai vậy? Là mẹ đi, còn chỗ cho một vị khách nữa không con? Mẹ phải nói đúng mật khẩu, sau đó mẹ mới vào nhà được. Vậy sao? Vậy thì mật khẩu là gì đây ta? Được, con phải nói nhỏ vào tai mẹ. Cô bí mật để vào nhà, cái bụng ba rất là lớn. Mẹ biết rồi. Mẹ nói mật khẩu nha. Cái bụng của heo ba rất lớn. Đúng rồi, cái bụng của ba rất lớn. Thật ra ba thấy mật khẩu này không hay một chút nào. Mẹ ơi, trước khi vào nhà, mẹ phải cởi ủng ra trước mới được. Được rồi. Trong đây còn chỗ cho ba nữa đó. Ba muốn vào nhà thì ba phải đọc mật khẩu. Con cho ba một mật khẩu khác có được không, Peppa? Không được. Thôi được rồi. Cái bụng của heo bà rất lớn. Được rồi, ba có thể vào nhà rồi đó. Nhưng ba phải cởi ủng ra. Ba không nghĩ ba lọt qua cái cửa này được. Đó, vì bụng của ba quá lớn mà. Hay vậy đi, heo bà có thể đi vào nhà từ phía trên đây nè. Vậy là Peppa, George, heo mẹ và heo ba đều đã ở trong ngôi nhà trên cây. Bà ơi, con thích ngôi nhà trên cây, nên con sẽ không ra ngoài nữa đâu. Con nói thật hả Peppa? Nhưng con có chắc là không muốn vô nhà ông bà để gặp bà không? Dạ không, cảm ơn bà. Nếu đã vậy, chắc heo ông và bà đành phải tự ăn hết những cái bánh quy mà bà vừa làm xong hồi sáng. Bánh quy! Bà ơi! Đây là bánh quy mà bà vừa làm đó. Nhưng nếu con muốn ăn thì con phải nói đúng mật khẩu mới được nha. Được rồi, dễ thôi mà. Cái bụng của ba rất lớn. Đúng rồi. Thật sự bà vẫn nghĩ mật khẩu đó không hay ho chút nào hết. Heo ba giữa dáng. Heo mẹ đang xem một chương trình thể dục đang được phát trên TV. Cứ tiếp tục như vậy, gặp lại và mở ra, gặp lại mở ra. 1, 2, 3, ăn no rồi, giờ xem TV thôi. Em đã coi chương trình gì vậy? Đây là chương trình tập thể dục để giữ dáng được thon gọn đó anh. Cảm ơn trời, anh không cần tập thể dục vì dáng anh đã đẹp sẵn rồi. Dáng người của ba không đẹp lắm ba ơi, bụng của ba rất là lớn kìa. Nhưng ba rất là khỏe, để ba cho con coi, muốn ba làm động tác gì? Chạm vào gót chân như vậy nè. Dễ thôi. Ba ơi, ba không chạm ngón chân là ba không làm đúng đâu ba. Ba không có giả bộ đâu Peppa. Heo ba thật sự không thể chạm được ngón chân của mình. Trời ơi ba, như vậy không tốt đâu. Có lẽ ba cũng nên tập thể dục một chút mới được. Phải đó ba. Và ba sẽ bắt đầu từ ngày mai. Anh à, em nghĩ là anh phải bắt đầu từ bây giờ. Ba không cần phải lo đâu, con sẽ giúp ba mà. Thôi được Peppa, con có nhiệm vụ giúp ba tập luyện. Ba nên làm gì trước? Trước tiên ba phải tập hít đất. Dễ thôi. 1, 2. Ba làm tốt lắm. Bây giờ con muốn ba làm 100 lần. 100 lần sao? Phải. Đi thôi các con, giúp mẹ làm bữa trưa nào. Anh cũng giúp mọi người. Không được đâu ba, ba còn phải ở đây hít đất 100 lần nữa đó. 1 2 3 4. Vậy là heo mẹ cùng Peppa và George ở trong bếp làm bữa trưa. Heo ba vẫn còn đang hít đất ở phòng bên. Ba đang làm rất tốt đó mẹ. 10 Phải, 11, nhưng mẹ hy vọng ba con không làm quá 12, sức của mình. Để con ra đó xem. 3 14 15 16 17 à.
Ồ, trên TV đã có một chương trình rất hay con à. Ba hư quá ba ơi. Có lẽ ba con sẽ làm tốt hơn với chiếc xe đạp tập thể dục này đó. À, nhìn nó có vẻ vui đó. Anh có thể vừa đạp xe vừa coi chương trình TV yêu thích. Có vẻ không ổn rồi. Chiếc xe này ồn quá, anh không nghe được TV nói gì. Nhưng mà anh vẫn cần phải tập thể dục. Con biết rồi, ba lấy xe đạp của con đi đi ba. Phải, và còn hít thở không khí trong lành nữa chứ. Vậy là lần này heo ba sẽ chạy trên chiếc xe đạp nhỏ của Peppa. Ba ơi, đây là bàn đạp. Đây là cái thắng. Và đây là chuông. À, được rồi, cảm ơn Peppa. Bà biết rồi, tám biết. Dễ như ăn bánh vậy. Giữ dáng luôn là một chuyện rất khó. Bây giờ mình có thể giữ dáng mà không cần đạp xe. Có vẻ heo ba đang chạy rất nhanh. Có lẽ mình nên đi chậm lại. Cái thắng không đủ chắc rồi. Heo ba đã đạp xe đi cũng khá lâu rồi. Mẹ ơi, sao ba vẫn chưa về? Con đừng lo bé ba, chắc ba con đạp xe rất vui nên mới đi lâu như vậy đó con. Ba ơi, ba lại đi đâu vậy? Con biết không, ba đạp xe trượt thẳng xuống đồi và sau đó phải đẩy xe ngược lên lại đó. Ôi, tội nghiệp cho anh quá. Nhưng ít nhất thì anh cũng đã tập thể dục. Phải, cho hôm nay. Ý em là sao? Thì ngày mai anh vẫn sẽ phải tập thể dục nữa. Cái gì? Ba ơi, để giữ dáng, ba phải tập thể dục mỗi ngày đó ba. Ôi không. Nhưng mà ba đừng lo, con sẽ luôn nhắc nhở ba tập thể dục mà. Phải, ba biết vậy mà. Ở bãi biển, Peppa và gia đình của mình đi tới bãi biển. Peppa và George rất thích được đi tới bãi biển. Hôm nay mình có nhiều đồ quá, chúng ta phải cẩn thận không để quên thứ gì khi về đó. Dù che nắng, giỏ đồ, khăn trải, xô cát, sạn và một cái bóng nữa. Tốt, bây giờ trước khi các con chơi thì cần phải bôi kem chống nắng đã. Ánh mặt trời rất nóng nên Peppa và George cần phải bôi kem chống nắng. Nhưng trước tiên để ba thử trái bóng này, nó vẫn còn rất tốt. Đó thật là một trái bóng tốt. George, em ném bóng đi, còn chị sẽ chụp. George, chụp nè. Không được, George còn quá nhỏ để có thể chụp được bóng đó. Không có sao đâu George à. Con và Peppa có muốn ra biển chơi hay không? Dạ có thưa ba. Nhưng các con phải đeo phao vào đã. Được rồi đó. Nhìn con đeo phao rất bảnh trai đó George. Tới con. Được rồi. Bây giờ chúng ta có thể xuống nước chơi. Nước có lạnh không anh? Nước rất ấm và dễ chịu. Thôi đi. Tại anh là người bắt đầu trước mà. Tạt nước như vậy là đủ rồi đó em. Bãi biển. Peppa và George rất thích bãi biển. Mọi người đều thích bãi biển. Peppa, George, hai con muốn chơi với xô cát và xẻng không? Dạ có thưa mẹ. Ba ơi, tụi con lắp cát lên người ba được không? Lắp cát hả? Đi mà ba. Thôi được rồi. Hoan hô.
Vậy là Peppa và George cùng lắp cát lên người heo ba. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ ba không thể ra được. Nhưng mà đầu của ba hơi nóng rồi. Ba đội mũ rơm có được không? Thôi được, nếu ba nói làm ơn. Làm ơn cho ba đội mũ rơm đi con. Tất nhiên là được rồi ba. Đã mát mẻ. Có lẽ ba sẽ ngủ một chút mới được. George, bây giờ mình xây lâu đài cát đi. Vậy là Peppa và George chơi xây lâu đài cát. Trước tiên chúng ta cho cát vào xô như vậy nè. Sau đó chúng ta ập ngược cái xô lại, rồi gõ chúng và nâng cái xô lên. Vậy là xong. Peppa, Sớt, về thôi. Đừng bỏ quên lại gì đó nha con. Để mẹ kiểm tra xem chúng ta có quên gì hay không. Khăn trải, giỏ đồ, dù che nắng và một cái bóng. Đã đủ hết rồi đó mẹ. Mẹ nghĩ chúng ta còn quên một cái gì đó. Phải rồi, chúng ta quên cái mũ này. Là ba, chúng ta đã quên ba. Phải, chúng ta đã quên mất ba của các con. Chuyện gì? Sao mẹ hả? Mẹ ơi, xem chút nữa là con quên ba rồi đó. Cũng may là nhờ có chó. Ba rất mừng vì chó còn nhớ đến ba. Hôm nay Peppa và George đi mua sắm. Peppa và George thích đi mua sắm. George thích ngồi trên chiếc xe đẩy. Và Peppa cũng vậy. Mẹ ơi, con có thể ngồi trên xe đẩy được không? Bây giờ con lớn quá rồi Peppa. Nhưng con có thể phụ giúp mua sắm. Hay quá này. Chúng ta có 4 món trên danh sách này. Cà chua, mì ống nè, hành tây và trái cây. Con sẽ tìm được hết. Nướng này. Peppa và George rất thích đi mua sắm. Peppa, trước tiên chúng ta cần cà chua. Con thấy rồi, con thấy rồi. Những trái cà chua đang ở đây nè mẹ. Giỏi lắm Peppa. 1, 2, 3, 4. Bây giờ bỏ chúng vào xe đẩy đi. Con tìm thấy cà chua rồi. Giỏi lắm Peppa. Cà chua đã có rồi. Vậy là xong được một món nè. Tiếp theo là gì ta? Mì ống. Thì ống. Đúng rồi cho. Nhưng mà con phải nói là mì ống. Mì ống chính là món mà Peppa và George thích nhất. Không biết mì ống ở đâu ta. Con nhìn thấy nó rồi, nó ở đằng kia. Mì ống. Mẹ ơi, đây là mì ống. Giỏi lắm Peppa. Bỏ bông mì đó vô xe đẩy đi con. Dạ thưa mẹ. Chó, em phải nói là mì ống, biết chưa? Tiếp theo là đến món gì Peppa? Khoai chiên không có trong danh sách. Ở nhà còn nhiều khoai chiên lắm Peppa. Con đoán lần nữa đi. Con không đoán được ba ơi. Con có nhớ hay không chứ? Không nhằng. Khủng long sao? Chắc. Ở trong siêu thị làm gì có khủng long đâu. Không George. Thứ tiếp theo trong danh sách này là hành tây. Hành tây. Con đã nhớ ra rồi. Nó ở đây. Giỏi lắm. 1, 2, 3, 4. Hành tây. Con giỏi lắm. Hình như chúng ta đã đủ mọi thứ trong danh sách. Còn một thứ cuối cùng trong danh sách thôi. Cái cây. Nó có trên danh sách không? Không cho. Thứ cuối cùng trên danh sách là trái cây. Không sao đâu George.
Con có thể chọn trái cây mà. Trái cây ở đâu ta? Ở bên kia kìa. Ở đây có táo và cam, chuối và một trái dưa hấu rất lớn. Chọn trái nào đây hả Sót? Táo nha. Cam không? Hay là chuối? Trái dưa hấu. Đây là quầy thu ngân để trả tiền cho những thứ đã mua. Cà chua, mì Ý, hành tây, dưa hấu, bánh sô-cô-la. Bánh sô-cô-la? Bánh sô-cô-la? Nó có trên danh sách không? Peppa, có phải là con đặt bánh sô-cô-la vô trong xe không vậy? Dạ không mẹ. George, có phải con đặt bánh sô-cô-la vô xe không? Dạ không. Nhưng mẹ cũng không đặt nó vào mà. Nhưng là ai vậy? Ờ, anh nghĩ chúng ta cần đến món tráng miệng. Là anh hả? Thì ra là ba hả? Bà xin lỗi, nhưng mà nhìn nó ngon quá đúng không? Đúng là nhìn nó rất ngon. Ờ, cứ coi như là nó có trong danh sách đi. Thank you, sir. Hoa hồng hô. Sân chơi. Peppa và George đang ở sân chơi cùng các bạn của mình. Mèo Candy và ngựa Pedro thì đang chơi ở khung sắt. Này. Có Rebecca, cừu Susie và chó Danny thì đang chơi cầu thủ cùng nhau. Còn Peppa thì đang chơi xích đu. Mẹ ơi, mẹ ơi, đẩy con được không mẹ? Con sẵn sàng chưa? Dạ rồi, con muốn đẩy lên thật cao. Cao nữa đi mẹ. Rồi chó cũng muốn chơi xích đu. Bây giờ tới lượt em chó. Giữ chặt nha. Con muốn được đẩy em chó. Phải đẩy em nhẹ nhẹ thôi nha bếp ba. Dạ thôi mẹ. Giữ chặt nha chó. Ôi trời, Peppa đẩy George lên cao quá rồi. George không thích đánh đu quá cao như vậy. Peppa, con biết là em con hơi sợ độ cao mà. Xin lỗi George. Hay là chúng ta leo lên khung sắt đi em. Chào cậu Susie. Chào cậu Dandy. Chào cậu Peppa. Mẹ. Thật ra các cậu làm sai hết rồi. Các cậu làm giống như mình mới đúng nè. Mọi người lùi lại. Chuẩn bị, sẵn sàng. Đi nào. Nhìn mình nè, mình đang bay giống như chim. Oh, sao mình không ra được? Peppa bị kẹt giữa cái bánh xe. Không có gì vui hết. Thật ra cũng mắc cười một chút đó con. Để mọi người kéo con ra nha. Bạn của Peppa giúp kéo cậu ấy ra. Wow. Cảm ơn các bạn. George, con muốn chơi trên khung sắt hay không? Khung sắt khá là cao. Và chó không thích ở trên cao. Ồ, xin lỗi con. Hay con chơi cầu tuột đi, George. Dạ phải, chơi cầu tuột. Peppa thích chơi cầu tuột. Mọi người đều thích chơi cầu tuột. Mẹ ơi, bà ơi, nhìn con nè. Chuẩn bị, sẵn sàng, đi nào. George cũng muốn chơi cầu tuột. Con có chắc không George? Nó hơi cao đó. Ồ được rồi, bà sẽ giúp con lên đó. Ôi trời, cầu tuột nó hơi cao so với George. Không cần lo đâu con, bà sẽ trượt xuống với con. Ba ơi, con nghĩ là ba quá to so với cái cầu tuột đó. Không có sao đâu Peppa.
Ba đầu con lớn quá. Lùi lại đi nào, chuẩn bị, sẵn sàng. Thuốc nào. Heo ba bị kẹt rồi. Không mắc cười chút nào hết. Thật ra nó rất mắc cười đó ba. Có lẽ cũng chỉ mắc cười một chút thôi. Tụi con để ba xuống nha. Con thấy bụng của ba giống như lâu đài hơi vậy đó. George rất thích nhảy trên cái bụng của ba mình. Vậy là George không còn sợ độ cao nữa rồi. Viện bảo tàng. Hôm nay Peppa và gia đình cậu ấy cùng tới thăm viện bảo tàng. Ba ơi, viện bảo tàng là gì vậy ba? Đó là một nơi đầy những thứ rất thú vị và nhiều tuổi. Nhiều tuổi hơn cả ba. Phải, còn nhiều tuổi hơn cả ba nữa. Rất nhiều tuổi. Có một phòng đầy những thứ thuộc về nữ hoàng và quốc vương trong quá khứ đó các con à. Con muốn xem nữ hoàng và quốc vương. Và còn một phòng nữa, ở đó có một chú khủng long thật luôn. Khủng long Ồ, xin chào heo mẹ. Ồ, xin chào cô thỏ. Cô muốn mua mấy vé đây? Hai người lớn và hai vé cho trẻ em. Khủng long rai. Và một vé cho khủng long. Peppa muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow. Khủng long. Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà George. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miệng của nữ hoàng đó con. Đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? Không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Tôi thật sự rất xin lỗi thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chó, đây là phòng khủng long đó em. Khủng long. Mà khủng long ở đâu vậy ba? Nó ở đâu đó trong phòng này. Con không thấy đâu hết. Chắc chắn cậu ấy rất nhỏ. Thật ra thì Peppa, nó rất là lớn. Đây là bộ xương hóa thành của một chú khủng long thật đó các con. Khủng long. Và George lại tưởng tượng mình là một chú khủng long to lớn. Anh à, phòng khủng long là phòng mà George thích nhất luôn đó.
Phòng mà con thích nhất là phòng của quốc vương và nữ hoàng đó mẹ. Và có vẻ ba con đang ở trong căn phòng mà ba con thích nhất rồi đó. Căn phòng đó là gì hả mẹ? Chính là căn phòng có nhiều bánh kem. Phòng mà heo ba thích nhất là phòng ăn của viện bảo tàng. Lại đây, ngồi xuống đi nào. Phải rồi. Căn phòng này rất là tuyệt. Công chúa buồn ngủ. Bây giờ là buổi tối. Bé Ba và George đang trở về giường của mình. Các con ngủ ngon nha. Mẹ ơi, ba ơi. Sao vậy bé Ba? Nhưng con chưa thấy buồn ngủ. Con nghe kể chuyện được không? Nhưng có thể em George đang buồn ngủ và không muốn nghe kể chuyện đâu. George, em có muốn nghe ba kể chuyện không? Nói có đi. Thôi được rồi. Nhưng mà ba chỉ kể một câu chuyện thôi đó nha. Vậy hai đứa phải hứa với mẹ là sau khi nghe ba kể chuyện xong thì phải đi ngủ liền. Tụi con hứa. Để coi kể chuyện gì đây ta. Ba sẽ kể câu chuyện công chúa buồn ngủ. Chuyện này nghe có chán không ba? Nghe như rất chán. Không có chán đâu. Nó rất là hay đó con. Chuyện này có công chúa nhỏ không ba? Peppa, nếu như con cứ hỏi như vậy thì heo ba sẽ không thể kể chuyện. Dạ con xin lỗi mẹ. Nhưng trong chuyện này có công chúa nhỏ đúng không ba? Phải. Có một cô công chúa nhỏ trong câu chuyện. Chuyện công chúa buồn ngủ. Ngày xưa, trong một lâu đài, có một cô công chúa nhỏ đang sống. Và cô ấy được gọi là công chúa buồn ngủ. Ba ơi, sao cô ấy được gọi như vậy? Để lát nữa bà sẽ kể tới. Công chúa đó có xinh đẹp hay không ba? Có, cô ấy rất là xinh đẹp. Cô ấy rất thích nhìn bản thân mình ở trong gương. Nhìn mình thật xinh đẹp. Còn ai sống trong lâu đài nữa không ba? Những người khác ở trong lâu đài là hoàng tử nhỏ, nữ hoàng mẹ và quốc vương ba. Đúng vậy, tất cả họ cùng sống ở lâu đài. Vậy quốc vương có bụng to giống như ba không? Tất nhiên là không rồi. Ngài ấy rất là phong độ, giống như ba đây. Ngoài ra thì không chỉ có vậy, còn có một chú rồng. Khủng long. Một chú khủng long à? Phải, đó không phải là rồng mà là một chú khủng long. Sống ở bên ngoài, cậu ấy rất lớn. Một chú khủng long dữ tợn. Ôi trời, có lẽ chú khủng long đó không dữ tợn đến vậy đâu, đúng không hả anh? Xin lỗi cho, thật ra chú khủng long đó rất hiền lành. Và cậu ấy chỉ biết ăn cỏ thôi. Trời ơi anh à. Bà xin lỗi, nhưng đó là tiếng của chú khủng long. Ba ơi, sao cô công chúa nhỏ gọi là công chúa buồn ngủ vậy ba? Để bà kể tiếp nha. Là vì khi mặt trời lặn, khi trăng và sao xuất hiện trên bầu trời, và mọi người tất cả đều cảm thấy buồn ngủ. Nhưng người thấy buồn ngủ nhất chính là công chúa buồn ngủ. Peppa, con buồn ngủ chưa? Dạ chưa ba ơi, con chưa buồn ngủ chút nào hết luôn. Nhưng người khác thì có. Chớp, dậy đi, em bỏ lỡ đoạn cuối bây giờ. Có thể Peppa thì không thấy buồn ngủ, nhưng mà cô công chúa buồn ngủ trong câu chuyện thì nhìn bản thân của mình trong gương cả ngày, cho nên bây giờ cô ấy rất mệt mỏi. Để ta đưa con về giường nha. Ngủ ngon. Và rồi công chúa buồn ngủ đã buồn ngủ tới mức cô ấy đã lập tức thiếp đi. Cảm ơn anh vì câu chuyện rất hay này, quốc vương ba. Chuyện nhỏ thôi mà, nữ hoàng mẹ. Dạ em thấy hoàng tử nhỏ và công chúa của chúng ta cũng rất thích nó.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Peppa và George giả ngoại cùng nhau. Nước kem cho cậu nè gấu bông. Cậu nói sao? Mình cảm ơn bạn rất nhiều Peppa. Không có gì đâu gấu bông à. Còn đây là nước kem cho ngài khủng long nè. Ngài nói sao hả? Được rồi, ngài không cần cảm ơn đâu ngài khủng long. Gấu bông và ngài khủng long có muốn ăn bánh quy hay không? Tụi mình không có đói bụng lắm đâu, nên bé bé và chó có thể ăn hết bánh quy nha. Cảm ơn cậu gấu bông. Ồ, âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Peppa, Sót, nhanh lên, vô nhà đi các con. Mẹ ơi, sao có tiếng ầm lớn vậy mẹ? Là tiếng sấm sét đó con à. Nghĩa là sắp có một cơn bão với rất nhiều mưa đó con. Mau lên, vào trong nhà trước khi trời đổ mưa nào. Không cần phải sợ đâu, cơn mưa vẫn còn ở rất xa chúng ta mà. Bầu trời càng ngày càng tối hơn. Một cơn bão sắp kéo tới đây. Peppa, Sớt, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngài khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất. Đừng lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em. Còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà, còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông, cậu ấy bị ướt nhũng hết rồi. Phải, tội nghiệp gấu bông, lau khô cho cậu ấy đi. Dạ phải, tội nghiệp gấu bông. Xong rồi đó gấu bông à, khô hết rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Bà cũng ướt hết rồi đây nè. Ồ, em xin lỗi anh nha. Để em lau cho anh ha. Lau như vậy đã khô chưa anh? Em nghĩ là được rồi đó. Ồ. Con mưa đang vào trong nhà mình kìa. Sàn nhà bị ướt hết rồi. Ôi trời, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không cần lo. Heo ba dùng một cái xô để hứng nước mưa. Anh đúng là giỏi thiệt mà. Dễ như ăn bánh vậy. Gì nữa đây? Nhanh lên, mau tìm một thứ khác để hứng nước đi. Con giỏi lắm Peppa. Dễ như ăn bánh vậy. Mẹ ơi, tiếng sấm sét lớn quá. Không sao đâu con gái, con không cần phải sợ. Hay là bây giờ chúng ta đếm giữa tiếng sấm đi. Chúng ta càng đếm được nhiều, nghĩa là cơn bão càng ở xa chúng ta. Một, hai, ba. Được tới ba. Một, hai, ba, bốn, năm. Được tới năm. Cơn bão đang kéo đi xa rồi. Vậy là cơn bão đã đi qua rồi. Cơn bão đã làm cho khu vườn có đầy những vũng bùn. Và Peppa cùng chó thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy trong vũng bùn. Mình thích những cơn bão. Chúng tạo ra những vũng bùn. Thật là thích quá. Chú vẹt Polly. Peppa và gia đình của mình đi xe tới thăm heo bà và heo ông. Chào các cháu yêu quý của bà. Thôi mau vào nhà đi, ông bà có một bất ngờ. Là gì vậy bà? Ông có thú cưng mới. Con đoán được là con gì hay không? Khủng long.
không, nó không phải là khủng long cháu à. Vào xem đi. À! Heo bà và heo ông đang nuôi một chú vẹt tên là Polly. Peppa, George, đây là chú vẹt của ông bà đó. Tên của nó là Polly. Polly dễ thương. À! Polly dễ thương. Wow. Tôi là một chú vẹt thông minh. À! Tôi là một chú vẹt thông minh. Mẹ ơi, tại sao chú vẹt Polly cứ lặp lại những gì bà nói vậy? Vẹt là như vậy đó con. Để mẹ làm thử. Xin chào Polly. Xin chào Polly. Chú vẹt thật là đáng yêu. Chú vẹt thật là đáng yêu. Thôi đi nào mọi người, đi uống trà. Peppa, George, đi thôi. Có bánh sô-cô-la nữa nè. Dạ con tới liền đây. Peppa và George rất thích ăn bánh sô-cô-la. Nhưng hôm nay, hai đứa cố ăn thật nhanh để cùng chơi với chú vẹt Polly. Xong rồi. Đúng là hai đứa trẻ ồn ào đáng yêu. Tụi con rời bàn ăn được chứ vậy? Tụi con muốn xem chú vẹt Polly. Nhưng mà con có chắc là đã ăn hết bánh quy chưa hả? Vậy thì đi đi. George, em nói gì với Polly đi. George hơi ngại ngùng một chút xíu. Xin chào. Xin chào. Vậy là Peppa và George rất thích chơi cùng với chú vẹt Polly. Mình là heo Peppa. Mình là heo Peppa. George, em nói gì đi em. Rồi thì Peppa và George giả như mình là vẹt. Mình là vẹt Peppa. Peppa cố nghĩ cái gì khác hơn để nói với vẹt Polly. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Peppa, George, hai con đang chơi với Polly đó hả? Dạ thưa ba. Polly thật là chú vẹt đáng yêu đúng không? Dạ phải thưa ba. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Ôi trời đất ơi. Chú heo ở giữa. George đang chơi với trái bóng ở ngoài vườn. Peppa cũng muốn được chơi cùng. George, em làm sai hết rồi. Chụp bóng phải như vậy nè. Không phải như vậy. Lúc nãy em làm vậy đó. Peppa đúng là chú heo nhỏ tinh nghịch. Quay lại đây đi chú heo nhỏ. Peppa
Có lẽ Peppa đang trêu chọc em George của mình hơi quá. Peppa, con đang chọc em George sao? Không phải như vậy đâu mẹ. Con đang chỉ em ấy cách chụp bóng. Thật sao? Mẹ biết một trò để giúp George học cách chụp bóng. Nó gọi là chú heo ở giữa. Peppa, con cầm trái bóng và đứng ở đằng đó đi. Còn George, con cứ đứng ở đó. Tốt. Giờ hai con phải ném bóng cho nhau nha. Và mẹ phải cố chụp lấy nó. Mẹ sẽ là chú heo ở giữa. Mẹ chính là chú heo ở giữa. Chụp đi George. Ô, quá rồi. George đã chụp được bóng. Hoan hô. Tốt lắm George. Bây giờ hãy ném bóng cho Peppa đi con. Ủa, thử lại đi. Ồ, thử lần nữa. George không thể ném trái bóng qua heo mẹ được. Cố lên George, em ném bóng qua cho chị đi. George thật ngốc. Chị cũng làm được vậy. Peppa muốn bắt chước theo George, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại. Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. George, chụp lấy. Hoan hô. Chụp được rồi. George, em ra giữa nha. George, chụp đi. Chụp bóng đi George. George à, chụp đi con. Em chụp đi George. Đây này George. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em George như vậy. Xin lỗi George. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em George còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi cho. Hoan hô. Ba không công bằng. Công bằng chứ con, ba chỉ giúp em chóp một tay thôi mà. Mẹ ơi, mẹ giúp con một tay được không mẹ? Tất nhiên là được chứ Peppa. Ném cho chị đi. Peppa thích chơi trò chụp bóng. George cũng thích chơi trò chụp bóng. Mọi người đều thích chơi trò chụp bóng. Câu chuyện vũng buồn. Hôm nay trời đổ mưa rất lớn nên Peppa và George không thể ra ngoài chơi được. Ba ơi, trời tạnh mưa rồi, tụi con ra ngoài chơi được không ba? Cũng được, hai con ra ngoài chơi đi. Heo Peppa rất thích nhảy vào những vũng bùn. Mình rất thích những vũng bùn. Peppa, nếu con muốn chơi trên vũng bùn thì con phải mang ủng vào mới được. Con xin lỗi mẹ. Chà, George cũng rất thích nhảy vào vũng bùn như chị mình. George, nếu em muốn chơi trên những vũng bùn thì em phải mang ủng trước cái đã. Peppa lúc nào cũng quan tâm đến em trai của mình. George, chúng ta tìm những vũng bùn khác đi em. Peppa và George đã chơi cùng nhau rất là vui.
Peppa tìm được một vũng bùn nhỏ, trong khi George tìm được một vũng bùn lớn. George ơi, có một vũng bùn lớn hay là lớn kìa. George là người muốn nhảy vào vũng bùn lớn trước. Khoan đã George, chị phải xem coi nó có an toàn không đã. Tốt, vũng bùn này không sao đâu. Xin lỗi George, chỉ là bùn thôi mà. Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đoán xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, bà biết rồi. Hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ, dạ, dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Oh, nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy. Ba ơi, khi tụi con đã sạch rồi, ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Sau đó Peppa và George mang ủng của mình. Heo mẹ và heo ba cũng mang ủng của họ. Peppa tiếp tục nhảy lên nhảy xuống trong những vũng bùn. Mọi người đều thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Ôi trời ơi heo ba, anh hãy nhìn anh bây giờ đi kìa. Chỉ là bùn thôi mà. Ha 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 ha